Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Cap được ngày hôm nay. Hôm nay là tối ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ các bạn. Bây giờ là khoảng gần 6 giờ tối về Cali. Ở Việt Nam các bạn đã bước qua là cuối tuần ngày thứ bảy rồi và trước hết hy vọng các bạn có một cuối tuần vui vẻ. Thường đó thì tối thứ sáu và ngày cuối tuần thì không có nhiều thông tin các bạn nhưng mà hôm nay có rất nhiều những thông tin lớn luôn nhưng mà nào mà theo dõi Thuần Cap đồ trên mạng xã hội thì cũng đã nắm bắt được một số những thông tin rồi và Thuần sẽ chia sẻ thêm nhiều chi tiết với các bạn trong video này. Chúng ta có thông tin liên quan tới Bitcoin Spot ETF các bạn và ngày hôm nay các bạn đã nhớ là cái ngày hạn chót để SEC kháng cáo cái vụ của GBTC và họ đã quyết định là không kháng cáo các bạn thì trong video này thì chúng ta sẽ nói tới là điều này có ý nghĩa gì liên quan tới Bitcoin, liên quan đến thị trường, những gì các bạn cần phải nắm bắt được Và bước kế tiếp sẽ ra sao, đó chính là điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ Kế đó chúng ta cũng sẽ nói tới cái thông tin liên quan tới IMF các bạn, quỹ tiền tệ quốc tế vào Salvador Một lần nữa họ lại muốn đàn áp về Salvador, chi tiết như thế nào tôi sẽ chia sẻ thêm Và chúng ta cũng có những thông tin khác liên quan tới Hồng Kông, liên quan đến Phú war liên quan đến tốc độ đào của Bitcoin và đương nhiên chúng ta sẽ dành thời gian để mà nói về cái ngày thứ bảy và ngày thứ 8 ra to của Sam Bankman Free Cái vụ này đã đến đâu rồi các bạn Hy vọng chúng ta có thời gian để chia sẻ chi tiết Nếu không nữa thường là phải hẹn các bạn một ngày nữa các bạn Tại vì hôm nay đã không ngờ lại có nhiều tin tức như vậy Và chúng ta cũng đang nhìn thấy được là những cái chỉ số như liên quan tới là dầu ngày hôm nay Thì lại kết thúc tăng các bạn và tăng bao nhiêu? Hôm nay dầu kết thúc hợp đồng tăng 5 Chấm 8% các bạn Ở mức là 87 đô hiện tại Vàng cũng tăng luôn các bạn Vàng đã tăng 3.34% Bây giờ là ở mức mươi 1945 đô Cho một ounce vàng như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình Crypto hôm nay nó cũng có sự tăng trưởng các bạn Giá Bitcoin hôm nay xoay quanh mức là khoảng 27.000 đô Bây giờ là 26.896 Và phần lớn crypto hôm nay là một màu xanh các bạn Có một cái sự hồi phục nhẹ hôm nay Nhưng mà khi các bạn nhìn thấy được là crypto có cái sự tăng trưởng nhẹ hôm nay Chúng ta thấy được là vàng tăng trưởng cũng rất là tốt Chúng ta nhìn thấy được vàng tăng hơn 3% Dầu hôm nay đã tăng gần 6% Thì chứng khoán của Hoa Kỳ hôm nay kết thúc lại là một màu đỏ các bạn Nhất là chỉ số Nasdaq ngày hôm nay các bạn đã thấy là giảm 1.23% Mặc là chúng ta cũng đã có một cái thông tin lạc quan tới từ một quan chức khác của Fed đó chính là Patrick Harker chúng ta sẽ nói tới một lát nữa các bạn à, và chúng ta nhìn thấy được là chỉ số S&P 500 hôm nay đã cũng đã giảm là 0.5% và chúng ta chỉ có chỉ số Dow Jones ngày hôm nay là kết thúc tăng nhẹ là 0.12% mà thôi và đương nhiên chúng ta sẽ không có chỉ số pre-market tại vì bây giờ là cuối tuần các bạn sẽ không có hợp đồng tương lai giao dịch và chúng ta bây giờ hãy bắt đầu với thông tin ngày hôm nay thì chúng ta đã nhìn thấy được là giá của Bitcoin cách đây tiếng hồ nó lên tới mức là 27.123 Tại vì chúng ta đang nhận được một cái thông tin tốt các bạn Đó chính là cái thông tin liên quan đến SEC đã ra quyết định là họ sẽ không kháng cáo dù Rayscale tăng cơ hội để có một Bitcoin Spot ETF để hiểu rõ hơn nơi các bạn đã nhớ là hôm nay là hạn chót để SEC kháng cáo quyết định của tòa án về GBDC Tại vì trước đây đó, SEC cũng đã từng từ chối cho Rayscale chuyển đổi cái quỹ GBDC của họ thành một cái Bitcoin Spot ETF rồi sau đó Rayscale kiện SEC bây giờ tài án nói là cái lý do từ chối không hợp lại bây giờ SEC đó cần phải tiếp tục làm việc với lại Rayscale thì nếu như mà không kháng cáo như là thông tin chúng ta nhận được thì ra sao các bạn thì không có nghĩa là chúng ta sẽ có một cái Bitcoin Spot ETF ngay lập tức chúng ta cũng đã từng nói đến điều này trong video ngày hôm qua chỉ có nghĩa là nếu như mà SEC không kháng cáo như là thông tin ngày hôm nay có nghĩa là họ chấp nhận tiếp tục làm việc với Grayscale để phê duyệt hoặc là tìm ra một lý do khác để từ chối đề xuất này. Đương nhiên các bạn thấy được là họ cũng có thể là trì hoãn và khả năng cao họ sẽ tìm lý do để mà trì hoãn cái đề xuất của Grayscale. Nhưng mà tòa án cũng đã cảnh báo SEC là họ không thể chỉ đưa ra những cái phản hồi mơ hồ để mà từ chối những cái đề xuất này như là nói tới lo sợ thao túng thị trường Tại vì sao các bạn? Tại vì các bạn hãy nhớ là họ nghĩa là SEC đã phê duyệt Bitcoin Futures ETF rồi Mà giá của Bitcoin Futures ETF đã đến từ đâu các bạn? Đến từ thị trường spot Cho nên nếu như mà lo sợ thao túng thị trường đó thì không lý do gì mà cho Bitcoin Futures thông qua Mà không cho spot thông qua các bạn, cái logic đó không hợp lý Thứ hai nữa là SEC cũng thường nói là đây là một cái thị trường mà phần lớn volume giao dịch là không nằm ở Hoa Kỳ Cho nên họ sợ cái việc là thiếu kiểm soát hoạt động giao dịch Cho nên họ lo ngại nhưng mà cái logic này đó cũng không hợp lệ tại vì sao các bạn tại vì ngay bây giờ ở hoa kỳ chúng ta vẫn có những cái quỹ ETF liên quan tới vàng, bạc và những hàng hóa khác cũng vẫn đang được giao dịch hiện tại và những cái hàng hóa này đã giao dịch toàn cầu mà các bạn vàng giao dịch khắp nơi trên thế giới đâu phải là chỉ riêng Hoa Kỳ đâu cho nên cái logic này cũng không có hợp lệ thì bây giờ đó SEC vẫn chưa có đưa ra dấu hiệu rõ ràng chúng ta vẫn không biết được là bước kế tiếp họ sẽ làm gì các bạn và khả năng cao mọi người nghĩ là họ sẽ tìm cách để mà tiếp tục trì hoãn tại vì chúng ta cũng đã biết là có rất nhiều những cái quỹ đề xuất Bitcoin Spot ETF đang được chờ đợi hiện tại và có khả năng là SEC sẽ gặp chung lại tất cả với nhau Và các bạn đã biết là cái hạn chót đầu tiên đó chính là vào tháng 1 Tại vì đó là cái ngày cuối cùng mà SEC phải ra quyết định là chấp nhận hay là từ chối cho quỹ của Ark Và khả năng đó, khi mà họ từ chối là từ chối hết tất cả hay là chấp nhận là chấp nhận hết tất cả Chứ không có chấp nhận một cái này mà chờ đợi một hai tháng sau mới chấp nhận cái kia đâu Và đối với cái thông tin này đó các bạn thấy được là James Safer của Bloomberg cũng đã đưa ra cái nhận định là sau khi có thông tin là SEC không có kháng cáo quyết định của tòa án về Gbdc thì Bloomberg bây giờ nghĩ là có khả năng là 90% chúng ta sẽ có một cái Bitcoin Spot ETF được chấp nhận trước hạn chót vào ngày 10 tháng 1 của ARK Invest các bạn và như thường vừa chia sẻ đó khả năng là cái ngày này sẽ là ngày mà tất cả những đề xuất sẽ được thông qua cùng một lúc và có khả năng là Trayscale sẽ phải chờ đợi đến cái ngày đó Ngay bây giờ chúng ta vẫn chưa nghe cái thông tin chính thức đến từ SEC hay là Rayscale về cái sự việc này Chúng ta chỉ biết là SEC đã, đã không kháng cáo dựa theo Bloomberg Và đương nhiên ai cũng chờ đợi để có một cái Bitcoin Spot ETF tại vì chúng ta nhìn vào lịch sử đó khi mà vàng có ETF ở Hoa Kỳ thì các bạn đã biết là cái dòng tiền đổ vào vàng rất là nhiều. Tại vì chúng ta cũng nên hiểu là không phải ai mua vàng tại vì họ tin tưởng vào vàng là một cái gì đó có thể dùng ở trong sản xuất hay là họ mua vàng tại vì họ thích nhìn vàng giống như là trang sức cho các bạn. Có rất nhiều nhiều người họ mua vàng bây giờ họ thực sự cũng không quan tâm đến việc là lưu trữ vàng tại vì lưu trữ vàng là cực kỳ phiền phức các bạn họ chỉ muốn là tiếp cận được với giá vàng và đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ có rất nhiều những nhà đầu tư đó chỉ đơn giản gì mà thôi cho nên họ trước đây đó khi mà chưa có vàng ETF họ không có đụng tới vàng các bạn tại vì mua vàng rồi nhưng mà nào mà không rành khi các bạn mua số lượng lớn vàng ở Hoa Kỳ thì các bạn phải trả cái phí là một là cái phí cho họ lưu trữ vàng cho các bạn thì họ lưu trữ các bạn cũng không an tâm và họ lưu trữ cũng không phải miễn phí đâu các bạn khi mà họ lưu trữ đó các bạn phải trả tiền hàng tháng để mà họ lưu trữ cái số vàng đó của các bạn và nếu như các bạn mua vàng và các bạn kêu họ gửi đến nhà đó thì cái phí rất là mắc từ bị vàng rất là nặng các bạn thêm vào đó nữa là các bạn phải tự lưu trữ vàng ở nhà là một cái mà cực kỳ nguy hiểm luôn cho nên trước đây đã nhiều người họ muốn tiếp cận giá vàng nhưng mà họ không muốn tự lưu trữ vàng khi mà có vàng etf rồi họ lại cảm thấy được là đơn giản hơn nhiều chỉ cần lên trên sàn chứng khoán mua cổ phần mà thôi và tuy là mỗi một người đó họ chỉ muốn là tôi chỉ muốn đa dạng hóa giống như là một phần trăm năm phần trăm vào thị trường vàng thôi nhưng mà các bạn thấy là cái nguồn tiền rất là lớn và đó là cái sự kỳ vọng của các bạn rất nhiều người bây giờ họ muốn tiếp cận giá của bitcoin họ thực sự cũng không quan tâm tới bitcoin là tiền tệ tương lai hay là blockchain gì hết các bạn họ chỉ đơn giản nghĩ đây là một mảng đầu tư liên quan đến công nghệ và họ muốn đa dạng hóa nhưng mà tự lưu trữ bitcoin tự tạo tài khoản tài sản đó, thì họ cảm thấy là quá phiền phức cho nên bitcoin spot etf là công cụ tương tương tự như là vàng etf trước đây cho họ tiếp cận giá một cách đơn giản vì lý do đó các bạn thấy được là khi mà nguồn tiền vào thì giá vàng đã tăng đột ngột và đó cũng là cái sự kỳ vọng đối với lại bitcoin spot etf dài hạn Tôi nói dài hạn ở đây tại vì có một điều khác nữa các bạn phải nên nghĩ đến Giống như là chúng ta cũng đã từng nói đến cái hiện tượng The Merge của Ethereum Các bạn đã nhớ là lúc mà có hiện tượng The Merge thì nhiều người lo lắng là sau khi mà có The Merge rồi Thì chúng ta sẽ thấy được là cái số lượng Ethereum mà tham gia vào staking hơn cái năm mà không rút ra được thì bây giờ sẽ rút ra được thì người ta lo lắng là bây giờ nhiều người chờ đợi rút để mà bán nhưng mà chúng ta thấy được là ngược lại khi mà có thể rút được dễ dàng thì người ta lại gửi thêm ether vào tại vì người ta tin tưởng hơn thì có thể là tương tự như vậy các bạn tại vì chúng ta nên hiểu là bây giờ đó Rayscale là một trong những quỹ mà lưu trữ rất nhiều Bitcoin các bạn thôi nhớ là họ là thuộc dạng là top 3 trên thế giới hiện tại bây giờ cái số lượng mà họ lưu trữ với khách hàng đó là 622.000 Bitcoin các bạn 622.000 Bitcoin con số này còn nhiều hơn cả MicroStrategy và hiện bây giờ đó cái số lượng Bitcoin này đáng giá khoảng chừng là hơn 16 tỷ đô la các bạn 16 tỷ đô la Bitcoin con số cực kỳ lớn thì chúng ta cũng đang nhìn thấy ở bên dưới này đó cái số lượng này bây giờ vẫn còn được lưu trữ với Ray Scale tại vì sao các bạn rất đơn giản tại vì cái quỹ Bitcoin Trust bây giờ đó của Ray Scale các bạn có thể là gửi tiền vào hay là gửi Bitcoin vào rồi rồi họ sẽ cho các bạn đổi ra thành cổ phần và lưu trữ cổ phần giao dịch trên sàn chứng khoán nhưng mà ngược lại cổ phần đó không thể hoán đổi trở thành Bitcoin hay là tiền được có nghĩa là các bạn chỉ có thể nạp vào mà không thể rút ra và chúng ta thấy được là những nhà đầu tư đó họ rất là sót ruột tại vì chúng ta nhìn thấy được là cái đường mà màu xanh trên màn hình đó thì chúng ta cũng đã nói tới mới đây nạp vào được nhưng mà không rút ra được thì tại sao cái đường màu xanh này lại giảm xuống theo thời gian các bạn? Tại vì có nghĩa là chúng ta thấy là có số lượng Bitcoin rời khỏi rất đơn giản tại vì cái số lượng này là cái số lượng phí mà công ty racecale sẽ tính với những nhà đầu tư cho nên bây giờ các bạn thấy được là nhiều người họ đang chờ đợi để cái quỹ này có thể đổi ra thành bitcoin spot etf sau đó họ có thể ra quyết định là có bán hay là không bán nhưng mà ngược lại có thể giống như là hiện tượng the merskutarium có khả năng là cái nguồn tiền mới vào nó sẽ bằng hoặc là hơn cái số lượng tiền có thể được bán nhưng mà khả năng cũng sẽ có một số lượng bitcoin bán đó là khả năng chúng ta phải nghĩ đến khi mà cái quỹ này được giải phóng các bạn Đổi thành một quỹ Bitcoin Spot ETF Và chúng ta cũng thấy được là bây giờ đó, thị trường thì đánh giá khả năng rất là cao Tại vì sao các bạn? Chúng ta nhìn thấy được là những cái thời điểm gọi là đen tối nhất trong lịch sử của crypto Có nghĩa là những thời điểm giống như, như là năm ngoái đó Thì cuối năm ngoái các bạn thấy được là có một cái nó gọi là Premium Rate Đây có nghĩa là so với lại giá của thị trường Cái số lượng Bitcoin ở trong cái quỹ Rayscale được bán với giá như thế nào các bạn thấy được là dựa theo tài liệu này thì hồi tháng 12 đó lúc mà mọi thứ cực kỳ ảm đạm sau khi mà FTX sụp đổ chúng ta đã thấy được là cái premium rate là negative 48 nghĩa là nó âm 48% các bạn nghĩa là cái Bitcoin trong cái quỹ này giảm so với lại cái mức giá thị trường là 48% nghĩa là cực kỳ rẻ luôn thì có thể các bạn nói là tại sao mọi người lại không vào để mua cũng vì lý do là mua rồi không rút ra được các bạn cho nên à, họ mới không dám mua nhưng mà các bạn đã thấy được là mọi người đó đã càng ngày càng có thêm kỳ vọng nhất là sau khi mà chúng ta thấy có cái thông tin liên quan tới BlackRock muốn có một Bitcoin Spot ETF hồi tháng 6 đó đã dẫn đến là cái premium bây giờ đó vẫn còn âm các bạn để thùng refresh lại để chúng ta xem coi là nghiện bây giờ cái phần trăm bao nhiêu thường nhớ là âm khoảng chừng là 16% hay gì thôi. Thì chúng ta nhìn thấy được là hiện bây giờ đó thì quỹ này đang âm là 16.58%, có nghĩa là cái mức giá của Bitcoin trong quỹ này so với cái giá Bitcoin trên thị trường đó thì vẫn rẻ hơn là khoảng 16%. Tại vì sao các bạn? Tại vì tuy tôi là Bloomberg nói là có 90% sẽ được thông qua nhưng mà vẫn còn 10% là không chắc chắn càng chắc chắn thì cái phần trăm này nó sẽ càng thu hẹp lại các bạn nói chung thì những cái quỹ như là Ark Invest họ cực kỳ tin tưởng cho nên họ cảm thấy được là mua sau khi mà được hoán đổi thành Bitcoin Spot ETF họ sẽ bán và sẽ có lời ngay lập tức thì đó là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn nó có tốt, nó có xấu nhưng mà dài hạn đó thì đây là một trong những công cụ rất là tốt để mà thu hút thêm tiền mới vào thị trường này nhất là khi mà mọi thứ bắt đầu là sôi động trở lại các bạn chúng ta sẽ thấy được là có thêm một cánh cửa rất lớn để mà chào đón nguồn tiền mới và cái nguồn tiền này có thể là không có bây giờ trên thị trường mà chúng ta cũng chưa từng thấy luôn tại vì đây là sẽ là những người mà họ không muốn tự lưu trữ bitcoin họ không muốn tạo tài khoản trên coinbase trên binance thì hết họ chỉ đơn giản là muốn tiếp cận giá mà thôi nguồn tiền đó sẽ không hề nhỏ đâu các bạn và nói tới ETF đó còn một thông tin nữa chính là liên quan tới Ethereum thì chúng ta đã thấy là sẽ có một cái quỹ short Ethereum Futures ETF sẽ được ra mắt bây giờ ước tính là vào thứ hai các bạn và sẽ đến từ Proshare chúng ta đã biết là đã có hàng loạt những cái quỹ Ether Futures ETF được thông qua gần đây và cái giao dịch thật ra nó cũng không có như mong muốn nhưng mà bây giờ thời điểm nó đang rất là ảm đạm các bạn nhưng mà bây giờ Proshare sẽ cho ra mắt một quỹ là short Ether Futures nghĩa là người ta có thể mua cổ phần của quỹ etf này và cổ phần này đây là đương nhiên các bạn đã thấy cái tên đã hiểu rồi là đánh xuống các bạn là short thì uh, thứ hai này sẽ bắt đầu ra mắt giao dịch để xem coi là cái volume như thế nào thôi thiên nghĩ là cái volume cũng sẽ thấp luôn các bạn trên căn bản đó, bây giờ mọi người vẫn chưa có thật sự quan tâm đến crypto đâu chúng ta ở trong thị trường này hàng ngày thì các bạn nghe thông tin hàng ngày thấy có nhiều thông tin nổi bật nhưng mà thật ra đó, những người Thông thường bây giờ, những nhà tư thông thường họ không quan tâm đến crypto hiện tại và chỉ khi nào mà mọi thứ bắt đầu sôi động trở lại sau halving rồi bắt đầu có đỉnh mới thì đáng tiếc lúc đó là lúc mọi người lại bắt đầu quan tâm đến và lúc đó là lúc giá cao rồi họ lại ào ạt đổ vào mua rồi sau đó chúng ta thấy đã có sự điều chỉnh và đi vào mùa downtrend kế tiếp rồi mọi người lại nói là thị trường này ai cũng đủ đỉnh nhưng mà thật ra những lúc như thế này họ lại không muốn tham gia các bạn những lúc như là hồi tháng 11, tháng 12 năm ngoái họ không quan tâm không tham gia chỉ khi nào mà giá cao họ mới tham gia mà thôi thì khả năng là ngày thứ hai khi mà cái quỹ short ether futures này ra mắt volume cũng sẽ không được cao đâu các bạn đó là những cái thông tin liên quan tới ETF mở đầu video chúng ta cũng thấy được là đối với lại Bitcoin đó thì ngài lại càng là một cái gì đó được nói đến rất là nhiều nhất là trong thế giới chính trị các bạn và hôm nay chúng ta sẽ nói tới một nhân vật mà có thể các bạn nghe nói tới lần đầu tiên thật ra đây là lần thứ nhì chúng ta đề cập đến rồi nhưng mà đây là một nhân vật mà có thể ít bạn biết đến đó chính là hoàng tử Philip của Serbia và hoàng tử Philip của Serbia ủng hộ các quốc gia chấp nhận Bitcoin hoàng tử Philip hướng tới một cái thế giới mà nơi Bitcoin trở thành một phần không thể tách rời của hệ thống tài chính của một quốc gia thông qua việc hợp tác với các chính phủ hoàng tử Philip nhằm thúc đẩy việc tiếp nhận Bitcoin làm tiền tệ hợp pháp với bạn không phải là một cái tài sản lưu trữ giá trị mà là tiền tệ hợp pháp giống như là Salvador đây là điều mà quỹ tiền tệ quốc tế IMF không hề thích lý do tại sao thôi chia sẻ thêm với các bạn một lát nữa thì thuận đó là các bạn không biết người này là ai đâu các bạn cho đến khi nào mà thuần chia sẻ các bạn mới biết và thật ra tôi nghĩ là nhiều người cũng không biết là Serbia có một hoàng tử đâu nhưng bây giờ các bạn đã biết tại vì sao các bạn tại vì Khôi cũng giống như là El Salvador cũng giống như là Michael Strategy đó là sức mạnh quảng bá của Bitcoin Và các bạn thấy càng ngày càng nhiều người hiểu hơn Là các bạn nhìn thấy được là rất nhiều Những cái người mà ra ứng cử tổng thống Năm 2024 họ đã Nêu rõ quan điểm của mình về crypto Tại vì sao các bạn? Lý do rất đơn giản Tại vì cái số lượng người mà mua hộ crypto đó không hề nhỏ và họ muốn những người đó ủng hộ họ chúng ta thấy được là dù muốn dù không nên Bitcoin ngày lại càng gắn bó với lại chính trị và không chỉ đi là chính trị mà còn gắn bó với lại phố Wall nữa các bạn nhưng mà ngay bây giờ vẫn còn có những người nhất là những người mà nổi tiếng các bạn những người đó thì họ vẫn nói bitcoin là lừa đảo bitcoin là một ponzi scheme nói chung đó thì thùng sẽ mượn lời đến từ Satoshi Nakamoto nếu như mà bạn không hiểu hoặc là không muốn hiểu thì đáng tiếc là chúng ta không có thời gian để giải thích và nói tới quỹ tiền tệ quốc tế đó, như đã Thuận vừa chia sẻ ngắn với các bạn mới đây, à, chúng ta sẽ nói tới một cái thông tin. Bây giờ đó thì à, theo thông tin là IMF như là quỹ tiền tệ quốc tế họ đang đàm phán một thỏa thuận tài trợ mới cho Salvador. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã lập lại quan điểm của họ về tiền điện tử và họ khẳng định rõ ràng là họ không ủng hộ việc sử dụng Bitcoin làm tiền tệ hợp pháp vì lo sợ ngân hàng trung ương sẽ mất quyền kiểm soát tiền tệ. Thôi sẽ đọc hết phần này rồi sẽ chia sẻ chi tiết với các bạn. Các bạn thấy được là kế tiếp đó, họ nói là tuy nhiên IMF họ cũng không ủng hộ việc cấm tiền điện tử vì không có cách nào để cấm Thay vào đó đó thì IMF ủng hộ các quốc gia có một khung pháp lý để giải quyết vấn đề di chuyển tiền, di chuyển tài sản ra khỏi quốc gia sử dụng crypto và những quốc gia nên có chính sách thu thuế đối với crypto và điều quan trọng hơn đó là IMF họ không đề cập đến việc bảo vệ người dân vì nhiệm vụ của họ không phải là bảo vệ người dân đâu các bạn mà nhiệm vụ của họ là bảo vệ các ngân hàng trung ương của những quốc gia thì những gì mà thường vừa chia sẻ với các bạn đã không gì gọi là lạ hết Chúng ta cũng đã biết quan điểm của quỹ tiền tệ quốc tế bao nhiêu năm nay rồi Và cũng trên trang báo chính thức của họ hồi tháng 7 mới đây đó họ cũng đã một lần nữa nêu lại quan điểm Tuy là họ không có ủng hộ việc một quốc gia như là Salvador chấp nhận Bitcoin làm tiền tệ hợp pháp nhưng mà họ cũng đã nêu ra quan điểm của họ là họ không có nghĩ là quốc gia nên cấm crypto đâu Thay vào đó, những quốc gia nên đưa ra một cái khuôn khổ pháp lý để có thể tận dụng crypto Lý do tại sao các bạn? Lý do họ nói là bây giờ cấm cũng không cấm được các bạn đây là một mạng lưới phi tập trung mà làm sao để mà cấm sau nhiều năm họ cũng đã hiểu được rồi và tôi cảm thấy ít ra bây giờ họ cũng đã thành thật hơn một chút trước đây đây thì họ nói là đừng đụng đến crypto tại vì crypto là lừa đảo crypto dùng để rửa tiền crypto khiến cho một quốc gia bất ổn nhưng mà các bạn thấy được bây giờ đó họ ít ra cũng đã nói những gì mà thật sự họ đã nghĩ họ chỉ quan tâm đến ngân hàng trung ương mà thôi tại vì họ sợ là nếu một quốc gia mà cho phép bịt khôi làm tiền tệ hợp pháp đó thì các bạn Đương nhiên đã hiểu Bitcoin chúng ta không thể in ra thêm được thì làm sao có thể quản lý tiền tệ quốc gia cho nên họ lo sợ là mất quyền kiểm soát tiền tệ quốc gia của những cái quốc gia mà chấp nhận Bitcoin. Thứ nhì nữa đó là họ sợ là những quốc gia sẽ gặp vấn đề khi mà quốc gia đó có sự bất ổn hay gì đó đó người ta lại đổi hết tài sản ra thành Bitcoin, thành crypto rồi lại di chuyển ra khỏi quốc gia đó. Và kế đó nữa là liên quan tới thuế, những quốc gia đó nếu như mà muốn chấp nhận crypto thì cũng nên thu thuế để có thêm thu nhập cho quốc gia của họ đó là những gì mà họ lo lắng tất cả đều liên quan đến ngân hàng trung ương hết các bạn không liên quan đến người dân hiện tại thì chúng ta cũng đã thấy ít ra họ cũng đã thành thật hơn một chút rồi và một trong những lý do đó tôi nghĩ là tại vì liên quan tới El Salvador chúng ta đã biết là IMF là một trong những đơn vị mà đấu tranh với El Salvador cách đây 2 năm khi mà El Salvador muốn công nhận Bitcoin làm tiền tệ hợp tác. và họ cũng đã từng giống như là hù dọa El Salvador nói là nếu như mà chấp nhận không làm tiền tệ hợp pháp thì El Salvador sẽ sụp đổ và mất hết tất cả sẽ dẫn đến là El Salvador sẽ không thể vay mượn được tiền từ AMF vân vân cuối cùng thì sao các bạn cuối cùng thì El Salvador nói là chẳng quan tâm thì cuối cùng các bạn thì được là AMF vẫn cho El Salvador vay mượn và thậm chí El Salvador không sụp đổ mà hai năm sau họ còn trả nợ và trả cả vốn đúng hạn nữa các bạn thì bây giờ El Salvador một lần nữa lại đàm phán với cái gói tài trợ mới này thì không biết là họ có nói đến việc El Salvador và Bitcoin hay là không? Chúng ta vẫn chưa rõ hiện tại. À, một điều đó các bạn đã thấy là sau 2 năm thì những gì mà được nói đến bởi báo chí cách đây 2 năm đó đều không đúng sự thật. Các bạn họ nói là Salvador đã phạm một sai lầm lớn khi mà chấp nhận Bitcoin làm tiền tệ hợp pháp. Tới bây giờ các bạn thấy El Salvador vẫn đang tiếp tục phát triển Và thậm chí công trái phiếu của El Salvador liên quan đến Bitcoin đó thì lại bán rất là nhanh Thậm chí các bạn thấy được là ngân hàng JP Morgan nói là đáng tiếc quá Biết gì họ đã mua sớm hơn rồi Và chúng ta cũng đã thấy được El Salvador đó, tuy là nhiều người hay chọc quê họ Tại vì nói là họ mua Bitcoin thì bây giờ giá đã xuống Thì cái đó là đúng các bạn Nhưng mà cái phần đó nó so với lại cái phần mà họ có được Từ việc là bây giờ đã nhiều người biết đến El Salvador là quốc gia nào Các bạn trước đây đâu ai biết đâu Rất ít người biết tới Salvador. bây giờ hầu như ai cũng biết thứ nhì nữa các bạn thấy được là thu hút được rất là nhiều những người đến ở salvador để họ có thể kinh doanh liên quan đến crypto hay là họ đến ở salvador để họ du lịch thì những cái đó đó các bạn thì được là rất là khó tính nhưng mà có rất là nhiều những cái lợi ích ngoại trừ việc là giá bitcoin lên hay xuống cũng giống như là nhiều người hay chụp quay michael saylor về việc là họ thu mua bitcoin bây giờ cái mức giá họ thu mua trung bình khoảng chừng là 29 000 đô thì ngay bây giờ họ vẫn đang lỗ một chút thì mọi người hay chụp quay michael strategy và michael saylor nhưng mà sự thật đó tôi nghĩ là người cười cuối cùng đó chính là Michael Saylor Tại vì sao các bạn? Tại vì khi các bạn nhìn vào giá cổ phiếu của Michael Strategy thì đã tăng rất là nhiều Từ lúc hồi tháng 8 năm 2020 lúc mà họ bắt đầu nói là họ thu mua Bitcoin Các bạn thấy được là trước đó không ai biết đến công ty MicroStrategy bây giờ ai cũng nghe nói đến và cổ phiếu của họ đã tăng nhiều rồi từ lúc mà họ bắt đầu và ngay cả các bạn nên biết là một trong những cổ đông lớn của họ là BlackRock hiện tại thì ai lời ai lỗi chúng ta cũng đều biết đó là lý do tại sao mà cho tới bây giờ lâu lâu chúng ta vẫn nghe nói tới là MicroStrategy có thể là kêu gọi được là cả trăm triệu đô la vốn để mà thu mua Bitcoin tại vì sao các bạn tại vì người ta tin tưởng vào chiến lược và nó thật sự đã có hiệu quả rồi và việc imf dùng tiền để khuyến khích những cái quốc gia làm theo ý của họ đó là chuyện đã có từ lâu rồi các bạn chúng ta cũng đã thấy là cách đây không lâu đó thì argentina cũng cần một cái khoản vay khoảng chừng là 45 tỷ đô từ imf và imf đã ra một cái giá đó chính là nếu như Argentina muốn vay mượn số tiền này thì họ phải áp dụng quan điểm là chống crypto và quan trọng hơn là không bao giờ chấp nhận crypto làm tiền tệ hợp pháp các bạn nhưng mà chúng ta cũng nên biết là ở Argentina đó, chúng ta có một ứng cử viên tổng thống đang dẫn đầu hiện tại và cực kỳ ủng hộ crypto không biết là người đó trở thành tổng thống đó thì sẽ ra sao các bạn đó là thông tin liên quan tới quỹ tiền tệ quốc tế chúng ta bây giờ sẽ nói tới một số thông tin liên quan tới bitcoin các bạn một điều nữa có thể là các bạn cảm thấy là không có gì bất ngờ là cho dù thị trường sao đi nữa chúng ta vẫn thấy được một cái biểu đồ luôn tăng trưởng đó chính là cái biểu đồ liên quan tới hash rate tốc độ đào của Bitcoin các bạn tiếp tục đạt được đỉnh mới và các bạn thấy được là ước tính bây giờ đó thì cái đợt kế tiếp điều chỉnh độ khó đó sẽ điều chỉnh lên tới khoảng chừng là 7.4% trong vòng vài ngày nữa các bạn con số không hề nhỏ có nghĩa là càng ngày càng có nhiều tốc độ đào tham gia vào để quản lý mạng lưới của Bitcoin dù giá cả ra sao đi nữa mạng lưới Bitcoin ngày càng củng cố hơn các bạn và càng khó tấn công hơn càng vững chắc hơn và ngay bây giờ đó, trên thế giới không có mạng lưới nào được bảo vệ chặt chẽ hơn mạng lưới Bitcoin thì các bạn các bạn nghĩ là hàng ngày đó có biết bao nhiêu người muốn hát mạng lưới Bitcoin tới bây giờ vẫn không thành công thì các bạn đã hiểu rồi và đối với lại đào Bitcoin đó thì các bạn có biết là sau khi mà Trung Quốc đã cấm những cái xưởng đào cách đây khoảng chừng là 2 năm thì đó nhiều người cho là một trong những cái sai lầm rất là lớn tại vì sau đó đó các bạn thì được là nhiều xưởng đào đã đến Hoa Kỳ và bây giờ chúng ta nhìn thấy cái biểu đồ này đó cái màu đỏ các bạn nhìn thấy màu đỏ đậm đó là 40% tốc độ đào thì nó đang nằm ở đâu các bạn nó đang nằm ở Hoa Kỳ hiện tại đây là nơi mà có tốc độ đào nhiều nhất trên thế giới và chúng ta nhìn thấy được là ngay bây giờ đó thì Trung Quốc khoảng chừng là 20 tới 25% và chúng ta thấy là ở bên trên này đó là khoảng chừng là 20% mà thôi. Nói chung thì cái phần lớn tốc độ đào bây giờ là nằm ở Hoa Kỳ các bạn. Và các bạn có biết BlackRock là cổ đông của bốn trong năm công ty đào lớn nhất hiện tại. Và chúng ta cũng đã từng nói đến là BlackRock, họ sở hữu thứ nhất là Riot Platforms, họ sở hữu là 6.14%, Marathon họ sở hữu là 6. 44% Cyber Mining Họ sở hữu là 0.88% Mà Wolf Họ sở hữu là 228% Các bạn Nhiều người hiện bây giờ Như thường đã từng chia sẻ mới đây đó Hiện bây giờ Họ không quan tâm đến Bitcoin Cho đến khi quá muộn Và họ sẽ phải mua Bitcoin Từ Wall Street Với cái giá cao hơn Rất rõ ràng Chúng ta nhìn thấy được là Wall Street đã có mặt và họ càng ngày càng có mặt trong thị trường này dày đặc hơn. Chúng ta nhìn ở bên trên màn hình đó, chúng ta có một cái hình bitcoin chính giữa và các bạn thấy được là có hàng loạt những công ty lớn như là BlackRock, Vanguard, Fidelity, UBS, State Street, Morgan Stanley, JP Morgan, rất nhiều những công ty tài chính lớn Xoay one bitcoin hiện tại các bạn. Tất cả những công ty này đều một là có sản phẩm hay là họ đầu tư trực tiếp cho bitcoin. Hóa chiều hóa kỳ ra đó chúng ta cũng có một cái thông tin đến từ Hồng Kông các bạn. Thì thông tin này đó là liên quan đến một cái Index có tên là liên đoàn tài sản ký được số hồng kông hay là hkvac họ đã thông báo về việc là cân đối lại chỉ số index của mình theo thông báo đó thì cái cơ quan này họ đã thêm xrp và loại bỏ usdc thì các sàn ở hồng kông đó, theo thường hiểu là cái cách mà các bạn có thể niêm yết đồng nó không giống như là những sàn khác các bạn ở trên thế giới nghĩa là những sàn khác đó thì họ mỗi sàn họ sẽ có một cái quy định để mà list đồng nào trên sàn một đồng được list đó phải theo quy định của họ nhưng mà ở hồng kông họ nói là no no bây giờ hồng kông đó sẽ không cho phép những sàn là tự tiện list đồng nào mà họ cảm thấy là hợp lý hay là hợp quy định của họ mà ở hồng kông đó một sàn thì họ phải ít nhất là theo hai chỉ số index có nghĩa là nếu như mà họ muốn list tầm nào đó thì ở Hồng Kông nó sẽ có những cái cơ quan như là liên đoàn tài sản kỹ thuật số Hồng Kông thì những cái index này đó họ sẽ duyệt những đồng và một đồng được list trên sàn thì phải có tên trong ít nhất là hai danh sách các bạn thì bây giờ một trong những danh sách lớn đó chính là SKVAC thì hiện bây giờ đó họ chỉ có vài đồng thôi các bạn và trong đó chúng ta thấy được là có Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB và XRP không rõ tại sao họ lại loại bỏ USDC các bạn cái này cũng không có rõ ở đây nhưng mà họ vẫn cho phép đồng Tether được list trên sàn hiện tại Trước khi mà tiếp tục nói tới những thông tin liên quan đến crypto đó thì chúng ta cũng có một cập nhật đến từ Fed các bạn mà ngày hôm nay đó chúng ta thấy được cái người trên màn hình đây chính là chủ tịch Fed đây là chủ tịch địa phương mà thôi nhưng mà là ở Philadelphia có tên là Patrick Harker Chúng ta cũng đã từng nghe nói tới người này rồi các bạn và ngày hôm nay đó thì chủ tịch Harker đã lên tiếng nói là ông nghĩ lãi suất nên giữ nguyên ở mức hiện tại nhất là sau khi đã có chỉ số liên quan đến CPI ngày hôm qua và điều quan trọng hơn đó là trong tuần này thôi hacker là quan chức thứ ba của Fed lên tiếng ủng hộ việc là giữ nguyên lãi suất trong tuần này các bạn. Một người khác nữa à, chúng ta cũng đã nói tới cách đây không lâu đó chính là Rafael Bostic cũng đã lên tiếng nói là ông ủng hộ giữ nguyên lãi suất. Và một người khác nữa các bạn, người này đó là một người mà khiến cho mọi người bất ngờ đó chính là Neil Kaskari. Neil Kaskari là một trong những người cực kỳ hawkish của Fed các bạn nghĩa là một trong những người mà luôn ủng hộ cái chiến lược là tăng lãi suất tăng lãi suất. Thì Neil Kaskari nói là ngay bây giờ có khả năng ông không nói là một trăm phần trăm mà chỉ nói là có khả năng là chúng ta có thể giữ lãi suất ở cái mức này Tuy nhiên ông nói là nếu như mà tình trạng trở nên xấu đi liên quan tới lạm phát đó thì ông cũng sẽ ủng hộ việc tăng thêm lãi suất. Nhưng mà ngay cả cái người hawkers nhất bây giờ của Fed cũng nói là có khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất. Thì khả năng cao chúng ta sẽ thấy là ngày họp à, kế tiếp của Fed là ngày 1 tháng 11 đó trong vòng khoảng chừng 2 tuần nữa thì Fed sẽ giữ nguyên lãi suất nếu như mà không có gì thay đổi các bạn. Và đương nhiên Fed giữ nguyên lãi suất nó ảnh hưởng đến dòng tiền, nó ảnh hưởng đến cái quan điểm của những nhà đầu tư liên quan đến suy thoái tài chính và tất cả những thông tin bây giờ đó nó hoàn toàn không có rõ xu hướng các bạn. Như là ngày hôm qua đó chúng ta cũng đã nói tới là những cái ngân hàng có khả năng họ sẽ có một cái quý ba rất là tệ. Nhưng mà ngày hôm nay đó chúng ta thì là có hai ngân hàng lớn đó chính là Wells Fargo và JP Morgan. Thì cả hai ngân hàng này đều có lợi nhuận cao hơn nữa tính các bạn nghĩa là họ nói là mọi thứ vẫn tốt. Nhưng mà mọi thứ có thật sự tốt hay là không? Khi mà chúng ta nhìn thấy được là cái nơi mà vay khẩn cấp của Fed đó, thì chúng ta nhìn thấy được là cái số lượng tiền mà vay không hề giảm xuống các bạn Chúng ta nhìn thấy được là tuần này đã có thêm 108 tỷ đô la được vay Chúng ta cũng đã biết đây là cái nơi mà vay khẩn cấp của Fed Tại vì chúng ta đã biết là khi mà Fed tăng lãi suất Sẽ dẫn đến là công trái phiếu giảm giá tại vì lãi suất với giá của công trái phiếu nó đi ngược chiều với nhau à, thì những ngân hàng họ lưu trữ rất nhiều công trái phiếu các bạn và dẫn đến sự sụp đổ của những ngân hàng như là SVB. chúng ta đã nói tới cách đây khoảng chừng là nửa năm rồi các bạn thì để hạn chế việc những ngân hàng sụp đổ thì Fed đã cho vay khẩn cấp như thế này và các bạn thấy được là bao nhiêu tuần qua đó cái số lượng vay không hề giảm xuống có nghĩa là lãi suất cao dẫn đến là những ngân hàng bây giờ họ vẫn phải tiếp tục vay mượn để mà bù vào cái lỗ hỏng đó tuy là chúng ta thấy những cái ngân hàng lớn như là Wells Fargo hay là JP Morgan họ nói là họ cũng không vấn đề gì và thật ra trước đây họ cũng không có vấn đề gì những ngân hàng địa phương mới là điều lo lắng các bạn à, và chúng ta hãy tiếp tục xem coi là Fed cho dù không tăng lãi suất mà giữ lãi suất cao một thời gian dài giống như là như ước tính là tới tháng 6 năm sau đó thì những ngân hàng địa phương có chịu nổi hay là không rất rõ ràng là nhiều ngân hàng bây giờ họ vẫn tiếp tục vay mượn từ phé hàng tuần một điều khác nữa tuy là chúng ta đã nghe những ngân hàng nói là mọi thứ bơ ổn nhưng mà thật ra khi mà chúng ta nhìn vào cái con số trên màn hình đây là cái con số đại diện cho những người mà họ đầu tư cái quỹ gọi là 41k cái quỹ này là cái quỹ mà các bạn đầu tư để sau này các bạn về hưu ra có tiền để mà xài thì khi nào mà cần gấp lắm người ta mới rút các bạn và nó gọi là hardship có nghĩa là đây là một cái thời điểm túng thiếu người ta cần phải rút tiền từ cái quỹ 41k này để mà sử dụng ngay hiện tại thì chúng ta đang thấy được là dựa theo tài liệu này nữa, năm 2022 cái số lượng tiền bị rút ra với cái lý do là người ta gặp khó khăn đã lên tới là 4.3% cao hơn những năm còn lại và đây là tài liệu năm 2022 mà thôi tính tới năm nay đó đương nhiên chúng ta chưa có thống kê cả năm tại vì năm nay vẫn chưa kết thúc các bạn nhưng mà dựa theo cái tài liệu này được chia sẻ từ thông tin đến từ quý 2 đó các bạn đã thấy được là tính quý 2 của năm nay thôi đã có 1.7% của số lượng tiền rút ra vì lý do liên quan tới là họ túng thiếu họ cần tiền ngay bây giờ để mà sử dụng thì mọi thứ thực sự có ổn hay không các bạn chúng ta người sẽ tiếp tục xem coi là mọi thứ nó sẽ từ từ hiện rõ ra như thế nào đây là thời điểm thường đã chia sẻ nhiều lần với các bạn nếu như chúng ta nói tới suy thoái tài chính á, thì trước đây chúng ta nói tới là một năm nữa hay là một năm rưỡi nữa hai năm nữa nhưng mà bây giờ Fed đã nghĩ đến việc là sẽ giữ lãi suất rồi sau đó sẽ nghĩ đến việc là giảm lãi suất đây là thời gian nhạy cảm nhất và nếu như mà có suy thoái tài chính á, thì chúng ta sẽ biết trong vòng vài tháng tới đây các bạn thời gian đã rút ngắn lại rất là nhiều rồi và khi mà nhìn lịch sử đó thì ai cũng nghĩ là đương nhiên chúng ta có suy thoái tài chính năm 2008 hay là suy si thoái tài chính năm 2000 tại vì bong bóng đọt hôm, tại vì bong bóng bất động sản. Nhưng mà thật ra khi các bạn đang ở ngay thời điểm đó đó thì rất là khó để mà biết được các bạn cho đến khi quá trễ tại vì những thông tin hàng ngày nó luôn có cái độ trì hoãn và có người nói là mọi thứ vẫn tốt, có người nói là mọi thứ không tốt, tùy theo là các bạn xem cái dữ liệu nào và cái độ trì hoãn đó là bao nhiêu cho nên mọi thứ không rõ ràng cho đến khi quá trễ các bạn và chúng ta cũng có một cái update liên quan đến cái vụ ngày hôm qua đó chính là cái vụ đi peg của đồng ổn định USDR thì đáng tiếc đó theo thông tin đó khi mà đồng USDR rơi vào tình trạng mất peg có nghĩa là mất đi khoảng chừng 50% phần peg đó các bạn à, thì một nhà giao dịch lúc đó đã hoảng loạn và đã swap nghĩa là hoán đổi 131.350 đồng ổn định USDR nhưng mà người này đó đã hoán đổi ở trên cái DEX của BNB đó có tên là Ocean Swap và có thể người này lúc đó hoảng loạn quá hay sao đó thì lúc mà lên trên cái ocean swap này thì cái giá một đồng usdr là dưới 0.0001 USDC Có nghĩa là cái độ slippage cực kỳ cao luôn Người này đã nhanh chóng giao dịch mà không nhìn rõ Dẫn đến là đổi hết số tiền này bằng gần như là 0 đô la các bạn Và giao dịch này đã được nhanh chóng xử lý và thu về 107.000 đô la Wow các bạn, wow Chúng ta cũng có một cái thông tin mà Thuận chưa có chia sẻ ngàn qua các bạn Đó chính là liên quan tới Voyagers Thì Voyagers cũng là một trong những cái công ty mà họ cho vay landing Rồi một trong những công ty mà các bạn gửi tiền để mà lấy lại đó Thì Voyagers cũng đã À, khai phá sản cùng lúc với những công ty như là Celsius thì công ty Voyager này đã, bây giờ đã có một cái thỏa thuận với lại ủy ban thương mại liên bang là FTC nhưng mà chúng ta vẫn chưa biết là sẽ đóng phạt là bao nhiêu tiền Nhược lại đó thì FTC ủy ban thương mại liên bang của Hoa Kỳ đã cũng đã nộp đơn để mà kiện CEO cũ của công ty đó chính là Stephen Ehrlich chi tiết vụ kiện này chúng ta vẫn chưa được công bố và cái phần còn lại là liên quan đến cái vụ của salmon to các bạn nhưng mà hôm nay video này cũng đã khá dài rồi và cũng đã bước vào cuối tuần cho nên Thùng sẽ dành cái phần đó để chia sẻ trong video ngày mai với các bạn và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nếu mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuần Capital thì có thể bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Bitget, Binance, Alinex và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nếu mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Chúc các bạn của tuần vui vẻ.